đẹp nha anh em, vừa có đồ cổ vừa có sạch đẹp luôn anh. Ê cô đâu, anh em người ta mới dọn mười mấy cũ nha, đó dọn rồi chắn từng bạch sơn từng cái chốt luôn ha. Xe làm tâm huyết đó, làm sẵn thì mình về mình khỏi phải làm anh em ha, sạch đẹp biển 4 số Kiên Giang về cho anh em chơi. Sẵn vậy là cứ đi cà phê đây, nói gì chứ cái cỡ này là đi cà phê là thấy là vô địch rồi nha anh em. Đó đầy đủ hết, máy ấm hiểm mà anh em ơi. Đó máy in du sạch đẹp im ngon, có việc là trải nghiệm thôi. Mình còn hai con nha anh em, con này thì 24 củ năm ha, con này cũng đẹp hết rồi. À, giờ còn con kia 26 củ năm, máy nó nổ nghe tiếng ha. Trắng ơi dắt con đi đây kia ra giùm anh, cái trắng này lên con kia trắng nó dắt ra lên cặp luôn để cho anh em lựa. Dắt con đi đây ra, dắt con cúp màu đỏ ra. Mà thích cái kiểu mà zin ha, zin cái kiểu cũ theo thời gian thì lấy con trắng mà dắt ra đó. Còn anh em mà thích mà sạch đẹp chịu like chơi con này về đi cà phê anh em ơi, nó còn khổ nhiều đâu ha, 24 củ năm mà anh em tính ra vàng nữa, bây giờ nó trả lại gì hết á, so với hồi đó mà đi mà cầm tiền mà mua nó nha nè. Đó anh em cũng cân đối ha, hai bé đó em ngầm cho anh em xem đó, cho anh em vừa coi luôn. Thích cái nào? Cái này 24 năm, cái này 26 năm. Đó thằng này thì có review rồi, anh em có cần coi chi tiết thì lên coi thêm, thì nó vậy đó, gần video đó anh em ơi, cũng toàn là xe ở Kiên Giang ở đây không à. Con nó cái thẻ đăng ký lại nó 1996 rồi, con mới, con này thì ra 5 số à, ra 5 số ở đây à. Con này thì nó không có đề đâu mấy con cúp này. À, cậu biết lâu dắt ra chứ đạp cái nổ quá. Đạn lâu quá. Con này thì đồ zin cũng khá là nhiều. Bô đồ còn hết trơn nè anh em. Lốc này còn sơn zin nha, giò thắng giò số giò đạp gì ha, cũng lấn cấn lắm đó anh em, cứ mặc sức mà thoải mái lựa, còn full đẹp cho anh em mình thích kiểu đẹp luôn, sạch đẹp hả. Đây à, rồi anh em yêu mến cái mẫu Econo 70 này thì alo em nha, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi, xin kính chúc anh chị em thật nhiều sức khỏe.